Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chúng ta sẽ nói tiếp theo đến cái phương hướng ngũ hành và hậu thiên đồ. Tiên thiên đó là cái là gọi là thể, còn hậu thiên thì là cái sẽ là gọi là dụng. Chúng ta có 8 quẻ càn khảm cấn chấn tốn ly khôn đoài, đúng không ạ? Quẻ càn thì tượng trưng cho là trời, quẻ khôn tượng trưng cho đất, quẻ ly ngũ hành tượng trưng cho là cái cửa lò, và quẻ khảm tượng trưng cho dòng sông, quẻ đoài tượng trưng cho ao đồ đập trạch, quẻ tốn tượng trưng cho gió, đúng không ạ? Thì tất cả những cái thứ được kiến tạo trên thế giới này gồm có nhật nguyệt âm dương và các tinh tú. Cái tinh tú gồm kim mộc thủy hỏa thổ tinh. Như vậy kim mộc thủy hỏa thổ cộng âm dương nó tạo nên thành 7 cái thứ, nó tạo ra 7 cái tình cảm trong nhân gian, viết hỉ nộ, viết ai cũng của ai ố dục tình câu, đúng không ạ? Cho nên thành ra là bản thân là 7 cái thứ này thì chúng ta sẽ kiến tạo lên và người ta sẽ sắp xếp lại, và văn vương đã sắp xếp lại cái hình của tiên thiên là cái của đất trời. Nhưng khi đưa xuống hậu thiên tức là cái để giúp cho nhân gian, thì khi mà giúp thì người ta sử dụng cái đồ hình bắt quái, gọi đồ hình bắt quái hậu thiên. Người ta nói rằng là khí dương thanh nhẹ bay lên trên thì vậy quẻ ly nó sẽ nằm bên trên. Cái chỗ sâu nhất của thế giới này là nước, cho nên là cái khí âm là nước thủy chìm xuống dưới, đúng không ạ? Mùa xuân thì cái tiếng sấm nổ nên thành cái nằm về phương đông, đúng không ạ? Vì và cái quẻ cái hành kim thì xuống chìm xuống nên nằm về phương tây, đúng không ạ? Nên thành ra quẻ này gọi là quẻ hậu thiên bát quái. Đối với hậu thiên bát quái thì người ta sử dụng để xác định phương vị và ngũ hành. Như vậy là phương nam phần dương này thăng đi lên đỉnh điểm, đúng không ạ? Phần dương thăng đi lên thì gọi là đỉnh điểm. Thì khi lên đến đỉnh điểm thì gọi là mùa hạ, nóng nhất là mùa hè và quẻ ly đóng ở đó. Và xuống dưới lạnh nhất là mùa đông, quẻ khảm đóng tại đây, đây là mùa đông. Và khi mà trạng thái là cây cối thì có xu hướng vươn lên nên quẻ trấn thuộc mộc nằm về phương đông. Và kim có xu hướng chìm xuống dưới nên quẻ đoài đập trạch có xu hướng nằm sang bên này, nằm sang bên trái, tức là phía tây. Bởi vậy cho nên là người ta mới phân thành là từ đây bắt đầu phân thành ngũ hành hỏa, hành hỏa nằm về phương nam, hành thủy nằm về phương bắc, hành mộc nằm về phương đông, hành kim thì nằm ở phương tây, còn thổ bao hàm nằm ở trung cung ở giữa. Người ta nói về phương vị phương nam, phương bắc, phương đông, phương tây, chỗ này là đông nam, tây nam, tây bắc và đông bắc. Tại sao vẽ cái hình hướng nam lên trên mà chúng ta đi làm thì toàn hướng nam với toàn cắm hướng dưới? Vì người ta biết là nam cực và bắc cực đấy là trên bản đồ, do quả địa cầu nó dựng như thế, đúng không ạ? Nhưng mà trong cung hoàng đông khi mà vẽ thì người ta sẽ vẽ cái hướng nam lên trên vì khí dương thăng nhẹ bay lên trên. Hướng nam bay lên trên không có nghĩa rằng phương đông và phương tây bị sai, chỉ lật thôi, nó chỉ là lật cái trạng thái này sang trạng thái khác mà thôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về phương vị. Như vậy là tiết khí, tức là tại thời điểm chính quẻ ly, tức là chỗ này người ta gọi là thời điểm tiết này là tiết hạ chí. Vừa rồi vừa chạy qua tiết hạ chí xong, đúng không ạ? Hôm 22 tháng 6 dương lịch. Tại đây là đông chí, tại đây là xuân phân và tại đây là thu phân, đúng không ạ? Vị trí này lập xuân, đúng không ạ? Lập hạ, lập thu và lập đông, đúng không ạ? Như vậy chúng ta sẽ chia thành 24 tiết khí và mùa vụ. Mùa đông thì hàn khí, mùa xuân thì mộc khí vượng, mùa hạ thì hỏa khí, còn phía tây hay là mùa thu, đúng không ạ? Mùa thu là sát khí, hay còn gọi là băng khí, kim khí, mộc khí, thổ khí, hỏa khí, kim khí. Như vậy hỏi thổ khí đúng không ạ? Vậy 4 tháng tứ quý là tháng nào nhỉ? 3, 6, 9, 12 âm lịch. Chúng ta một mùa chúng ta là có một mùa thì chúng ta có 3 tiết khí, đúng không ạ? Người ta gọi là chúng ta có những tháng tứ sinh,
đúng không ạ? Bắt đầu vào mùa đúng không ạ? Chúng ta có những tháng tứ trưởng và chúng ta có những tháng tứ quý. Thì bốn cái tháng tứ một mùa thì chúng ta có 3 tháng. Thì ba cái tháng cuối cùng của một mùa gọi là tháng tứ quý. Và tứ quý ở đây chúng ta sẽ có 4 tháng là tháng 3, tháng 6, tháng 9, tháng 12. Và 4 tháng này ngũ hành thuộc thổ, ứng vị trí của Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Từ đây bắt đầu chúng ta có mối quan hệ với ngũ hành. Khi ghép tiên thiên đồ và hậu thiên đồ thông qua các tính đối xứng, thông qua cái việc mà chuyển hóa quẻ thì chúng ta sẽ có một cái bảng gọi là bảng ngũ hành. Chúng ta sẽ có một cái bảng gọi là bảng ngũ hành. Trong bảng ngũ hành này chúng ta sẽ có các, chúng ta sẽ ngũ hành thuộc kim. Ngũ hành là màu trắng, màu ghi và màu xám. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Ngũ hành thuộc thủy. Ngũ hành thuộc thủy khỏe khám, màu đen, màu xanh nước biển, màu xanh da trời. Ngũ hành thuộc mộc. Ngũ hành thuộc mộc, màu sắc đó là màu xanh lá cây, màu xanh cốm, màu xanh cái này gọi là xanh lục. Rồi ngũ hành thuộc hỏa, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có những màu là màu hồng, màu đỏ và màu tím tía. Biết cái màu tím tía không ạ? Khi chị đốt cái nhựa hay là đốt cái, hồi xưa là đốt dây điện ấy, thì có cái màu là màu tía, gọi là màu tím tía. Ngũ hành thuộc thổ, màu vàng, màu cam và màu nâu. Lưu ý thì bản thân thì các ngũ hành thì đứng đơn thể thì nó không có vấn đề gì, nhưng mà mối quan hệ ngũ hành chúng ta sẽ có hai cái mối quan hệ là ngũ hành tương sinh. Ngũ hành tương sinh tức là theo vòng tròn thuận chiều kim đồng hồ thì ngũ hành sinh ra nhau. Kim sinh thủy, sinh mộc, sinh hỏa, sinh thổ, vòng đấy gọi là vòng tương sinh. Cứ theo vòng tròn kim sinh thủy, sinh mộc, sinh hỏa, sinh thổ, người ta gọi là vòng tròn tương sinh. Theo vòng tròn tương sinh thì ngũ hành cách một hành sẽ khắc hành còn lại. Chỗ này hay lắm ạ. Kim cách thủy là khắc mộc, đúng không ạ? Mộc cách mộc cách hỏa khắc thổ, thổ cách kim khắc thủy, thủy cách mộc khắc hỏa, hỏa cách thổ khắc kim. Thấy không? Lần sau chỉ cần viết cái vòng tương sinh nha thôi, vẽ ngôi sao vào thế là xong. Cái này quan trọng không ạ? Quan trọng, đúng không ạ? Kim mộc thủy hỏa thổ, đúng không ạ? Và chúng ta sử dụng bảng thanh màu để làm gì? Sơn nhà, để làm gì? Mặc quần áo, để làm gì? Dùng trang sức, để làm gì? Xác định họa tiết, trang trí trong nhà, xác định hình khối họa tiết để dùng trang sức trên người, phương tiện đi lại thì chúng ta đều sử dụng như thế này. Và cái điều quan trọng bậc nhất trong ngũ hành là gì? Ngũ hành quý ở sự hài hòa tương hợp. Và đặc tính của nó là tham sinh, kỵ khắc, luôn luôn được tận dụng trong khoa học dịch lý. Ngũ hành quý ở sự hài hòa tương hợp. Như vậy, đặc tính của nó là tham sinh, kỵ khắc. Cho nên, cái chỗ này là luật đặc biệt quan trọng bậc nhất của ngũ hành này. Kim khắc mộc. Nếu có thủy, thì kim đi sinh thủy, không khắc mộc nữa. Nha. Kim thì khắc mộc, khi mà có thủy thì kim đi sinh thủy để thủy sinh mộc, chứ kim không khắc mộc nữa. Mộc thì khắc thổ, nếu như mà có hỏa thì mộc đi sinh hỏa và hỏa sinh thổ, chứ không còn mộc thổ tương khắc nữa. Và cái phần tương khắc này được ứng dụng vào rất nhiều trong dịch lý để mà xử lý phần tham sinh kỵ khắc. Ví dụ đơn giản nhất thôi, tôi là mệnh mộc, lấy cô vợ là mệnh thổ, là mộc thổ tương khắc, đúng không ạ? Để ra một đứa con là mệnh hỏa, để cho mộc sinh hỏa sinh thổ, lúc này mộc thổ không khắc nữa, ví dụ thế. Ví dụ tôi là trưởng phòng, nhân viên tôi là trưởng phòng, tự nhiên có một bạn là quý nhân độc mã của mình, vô cùng quan tâm muốn tuyển bạn ấy vào, nhưng mà bạn lo ngại rằng là ngũ hành trong thân mệnh của bạn ấy bị khắc. Đúng không ạ? Thì bạn sẽ xử lý bằng cách là chúng ta sẽ có thêm nhân sự khác có ngũ hành tương ứng. Và ngũ hành không phải là chỉ biểu hiện ở tuổi của các bạn. Ngũ hành biểu hiện qua trang phục, màu sắc, quần áo. Ví dụ hôm nay tôi là mệnh thủy đến gặp một ông khách hàng là mệnh hỏa, đúng không ạ? Biết đến khả năng cãi nhau cao, khả năng là tình hình bị khác rồi,
Đó, thiếu đấy mặc cái áo màu xanh lá cây. Là ngũ hành thuộc mộc. Nó xanh cốm ha. Đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta sử dụng cái mối quan hệ tương sinh là lúc này thì kim sinh thủy để mà thủy lúc này để là mộc. Lúc này là thủy sinh mộc để mộc sinh hỏa. Gọi là tương sinh loan hoàn. Đúng không ạ? À, người ta còn tượng cái ngũ hành hành ra ngôn ngữ, cái tượng của ngũ hành hỏa thì là bốc đầu. À, tượng của ngũ hành thuộc thủy, đúng không ạ? Thì là mưu, thì là hay nói kiểu ý tứ, mưu trí. Tượng của ngũ hành thuộc mộc thì thẳng thắn. Tượng ngũ hành thuộc thổ thì vòng vo. Tượng ngũ hành thuộc giò, thuộc kim thì phải dứt khoát. Vậy gặp ông này cần phải dứt khoát hay cần phải vòng vo? Cần phải thẳng thắn hay cần phải tinh tướng? Đúng không ạ? Cần phải ý tỏ ra nguy hiểm hay là chỉ cần là chân thành nói với ông là xong? Đúng không ạ? Cái việc này nó ứng dụng không chỉ trong cái giao tiếp của các bạn mà nó ứng dụng cả trong cái đời sống của các bạn hàng ngày. Vì nam âm, can cộng chi tạo thành cái nam âm. Nam âm của tôi, ví dụ tôi sinh năm 84 tuổi Giáp Quý Hải Trung Kim, vợ tôi sinh năm 89 tuổi Kỷ Tỵ, đúng không ạ? Là mộc, chưa cần biết là bà là kim dưới biển, không khác được mộc trên kia thì cái chuyện đấy tính. Nhưng trước hết là về ngữ nghĩa là hay khắc khẩu, đúng không ạ? Tôi ngữ điệu của tay hành thủy vòng vo ý tứ tứ, bà kia thì cái thẳng ruột ngựa, à bà kia là thẳng ruột ngựa. Do vậy là bây giờ là chúng ta phải sử dụng với ngũ hành trung gian, hơi đi được quắc bắt đền làm cái gì đấy, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ sử dụng ngũ hành trung gian đó là dùng hành thủy, tức là nói ý tứ một tí là cô sẽ sửa được theo ý mình, đúng không ạ? Nên ngũ hành sử dụng trong ngôn ngữ, sử dụng trong lời nói. À, ngũ hành sử dụng trong việc mà bổ vào thân mệnh của các bạn. À, các bạn sinh ra có năm tháng ngày giờ sinh, cái đấy gọi là bát tự, đúng không ạ? Năm có thiên can địa chi của năm, tháng có thiên can địa chi của tháng, ngày có thiên can địa chi của ngày, giờ có thiên can địa chi, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu di chuyển khi con người sinh ra, bắt đầu quay cùng với trái đất, chúng ta chịu sự tác động của thiên tinh. Thì khi bất kỳ một ai khi sinh ra thì trong thân mệnh ngũ hành đều không thăng bằng, đều rồi rất ít khi thăng bằng. Mà nếu có thăng bằng thì cuộc sống của bạn nhàng nhàng. Nó phải có thiên lệch, tức là âm dương phải thiên lệch. Mà thiên lệch tức là nó phải sát, tức là muốn phát thì phải sát. Nguyên tắc mà nhàng nhàng sát thì làm sao ăn thua gì, đúng không ạ? Muốn phát thì phải sát. Cho nên thành ra là trong thân nó phải mất thăng bằng thì lúc này giúp thần thì nó mới có lực. Thì lúc này các bạn bắt đầu bảo các bạn xu hướng, các bạn tìm kiếm những ngũ hành đạt trạng thái thăng bằng cho mình trong cái bản mệnh bát tự của các bạn. Đã đưa đến cái phần lịch tôi sẽ chia sẻ kỹ. Tuy nhiên tôi sẽ nói các bạn là các bạn sẽ cảm thấy rằng là mình sẽ bị thiếu một cái gì đấy. Và cái hành thiếu đấy gọi là dụng thần. Và các bạn đi tìm kiếm những cái ngũ hành hay cái dụng thần đó để các bạn đạt được trạng thái thăng bằng. Và hành đấy gọi là dụng thần. Và dụng thần này thì lại là chính là cái màu sắc các bạn sử dụng trong bản thân các bạn, chứ không phải là nam âm. Có rất nhiều người, đúng không ạ? Nếu sinh năm 1986 là hành hỏa, đúng không ạ? Các bạn nói rằng là em phải hợp màu, em là phải hợp với cả màu xanh, em phải hợp với màu đỏ, em phải hợp màu hồng, màu vàng. Không phải, tôi thích màu đen. Tôi thích màu xanh da trời, thuộc thủy khắc thân mà. Đúng không ạ? Ví dụ tôi sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, đúng không ạ? À, Mậu Thìn là Tý Sửu Thần Hóa Thị Giáp Bát Kính Đinh Ngô Kỷ, đúng không ạ? À, là mệnh mộc, đúng không ạ? Nhưng mà rất khoát của tôi thích màu trắng đó. Vì hành kim cơ. À, không nên thành ra là mỗi một người khi sinh ra thì có năm tháng ngày giờ thì chúng ta sẽ có xu hướng là thích những cái ngũ hành mà chúng ta khuyết thiếu trong thân mệnh. Cho nên cùng là người sinh năm 1986, sinh vào tháng 3. Nhưng mà có người làm bác sĩ, có người làm kỹ sư, có người làm công nhân, có người làm nhà giới thiệu bất động sản, có người làm người kinh doanh phụ tùng mô tô, có người làm thầy giáo, có người đứng đây chém gió thế. Hiểu không ạ? Cho nên thì ra là không có nghĩa rằng là em sinh năm 84 em hợp là môi giới không, em hợp là nhà giới thiệu bất động sản không, cũng liên quan. Vấn đề bạn sinh ngày nào, giờ nào, tháng nào, năm nào, nó quyết định cái việc đó. Thì ngũ hành của các bạn thông thường là hay có ngũ hành khuyết thiếu. Bởi vậy khi các bạn khuyết thiếu ngũ hành giống nhau thì hay các bạn hay có sở thích giống nhau.
rồi các bạn gom vào với nhau thành một đội, các bạn cùng kinh doanh thành đội nhóm kinh doanh bất động sản thì chơi với nhau thì sẽ thích được nhau. Các bạn khó chơi với tôi vì tính của tôi thủy hay ý tứ hay chém chuyện nọ thế kia. Các bạn là ngũ hành thuộc thổ chẳng hạn, hay là ngũ hành của các bạn là thuộc thủy và tư vấn chẳng hạn, thì các bạn lại phải cái ngôn ngữ các bạn giao tiếp với nhau thì các bạn tạo thành đồng nghiệp. Các bạn dù là bất kỳ lứa tuổi khác nhau, vị trí vai trò nơi sinh ra các bạn khác nhau, nhưng do ngũ hành thân bạn thiếu khuyết khác nhau, giống nhau, cho nên các bạn hay gom với nhau thành một nhóm. Đúng không ạ? Cho nên thành ra là bản thân là ngũ hành nên chúng ta sử dụng để chúng ta điều chế và chủ. Nên thành ra là chúng ta sẽ làm gì ạ? Không bao giờ mà vì cái bản mệnh nạp âm, nói là bản mệnh nạp âm của chúng ta là ngũ hành. Tôi ví dụ bản mệnh nạp âm tôi là mộc, dứt khoát phải dùng màu đen này. Mình quá thích màu đỏ đấy. Tại sao lại thế thì cứ màu đỏ mà dùng. Vì sao chúng ta thích ạ? Thiếu thì mới thích, thừa không thích. Đúng không ạ? Thiếu tiền thì thích đi kiếm tiền, đúng không ạ? Đủ tiền rồi thì lại thích cái khác, đúng không ạ? Thích có nhà, thích có xe, đủ nhà đủ xe rồi, thích có thêm vợ, đủ nhà đủ vợ đủ xe rồi, thích cái khác. Chán thì thích bay lên trời xem thế nào, đúng không? Đúng không ạ? Tức là người ta sẽ tìm kiếm cái người ta thiếu chứ người ta không. Nên bản thân ngũ hành nhiều thân mệnh của các bạn cũng tương tự là như vậy, Chạy nữa tôi sẽ ví dụ cho các bạn một trường hợp đấy rất là thú vị, đúng không ạ? Người ta sau khi mà nạp âm và ngũ hành xong thì người ta bắt đầu người ta sử dụng thiên can và địa chi. Thiên can và địa chi nó là cái gì? Thiên can và địa chi, những cái mà nằm ở trên chỗ quẻ can đúng đấy, và những cái nằm ở dưới quẻ ly bên dưới quẻ khảm cũng đấy, thì người ta bắt đầu nạp can chi. Can chi đó là cái dạng biểu thị của âm dương ngũ hành. Âm dương chúng ta là có là 2, ngũ hành chúng ta có là 5. Vậy để biểu diễn được hết âm dương thì người ta phải dùng, ở trên trời người ta dùng thiên can, vậy chúng ta cần có tổng cộng là 10 thiên can. Ví dụ chẳng hạn mình nghe nói là âm mộc với dương mộc à? Âm mộc à? Anh âm mộc lấy em dương mộc, anh âm hỏa lấy em âm kim, như thế nó dài quá. Vậy dùng can chi đưa vào cho nó nhanh. Người ta quy định rằng giáp ất ngũ hành thuộc mộc, giáp là dương mộc và ất là âm mộc. Tương tự bình đinh mông kỷ kim nhân thân quý. Tương tự như vậy, bình đinh thuộc hỏa, mậu kỷ thuộc thổ, canh tân thuộc kim và nhâm quý thuộc thủy. Ok. Được chưa? Cái phần này gọi là thiên can. Một bình thiên can không giải quyết vấn đề gì cả. Cho nên thiên can đó là cái biểu thị của âm dương ngũ hành. Cho nên trên đời nó không nào có một câu nào là em là canh tuổi canh, cho nên là em 2-3 đời chồng, em canh cô mộ quả, em là giáp, em là tuổi giáp, giáp biến vi điền, cho nên em làm đất được, cho nên em giàu. Đấy là câu chuyện chém gió cho nó vui. Tôi gọi là chuyện thời tiết, nó chẳng liên quan gì đến cái việc đấy cả. Giáp biến vi điền chẳng qua là do viết sai chính tả, đúng không? Có tin không? Nhìn các bạn không tin lắm, đúng không ạ? Giáp như này đúng không ạ? Đúng không ạ? Cái chữ điền như thế này đúng không ạ? Cái chữ điền như thế này đúng không ạ? Chẳng qua là ông viết ẩu, cái chữ này chỉ hoặc số viết đến đây thế là thành chữ điền sai chính tả. Kể cả chữ bính bên bính cũng như vậy đúng không ạ? Bình thường đúng chữ bính này không ạ? Chẳng may mà chữ nhân này mà viết tụt xuống dưới này, chẳng may mà viết thế này rồi chẳng may hất lên quá nhỉ, rồi viết cái vào đây nó không tới, thì cái người nó nằm trong cái ô này gọi là chữ tù. Đây là mấy thằng viết sai chính tả, không liên quan đến số của các bạn. Thiên can đó là cái biểu thị của âm dương ngũ hành mà thôi, đó là biểu thị âm dương ngũ hành tượng trưng cho trời, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có địa chi là dạng ngũ hành biểu thị cho đất. Địa chi thì có 12. Tại sao lại có 12? Bởi vì là năm âm năm dương là 10, đúng không ạ? Ngũ hành là kim mộc thủy hỏa thổ nhân với cả âm dương là 10, nhưng mà khi mà xuống dưới đất thì đất có ở bốn phương tám hướng, cho nên phải dùng thổ ở phương đông, thổ ở phương tây, thổ ở phương nam, thổ ở phương bắc mới tính được vào thổ trung cung.
cho nên phải dùng 4 cái ngũ hành để mô tả hành thổ cộng với cả 2 x 4 bằng 8, như vậy tổng là 12. Như vậy chúng ta sẽ có bộ gọi là thập nhị địa chi. Thập nhị địa chi chúng ta sẽ có là từ Tý cho đến Hợi, Tý Sửu Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ Mùi Thân Dậu Tuất Hợi, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là 12 địa chi ở đây, thì sẽ có là 6 địa chi là dương và 6 địa chi âm. Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất, đó là những địa chi dương, và Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi, đó là những cái địa chi âm. Thì nguyên tắc là ngày tháng năm và kết hợp để ra con người nhân sinh thì phải kết hợp cả can cả chi thì mới có giá trị. Cho nên quy tắc rằng là thiên can dương thì đi với địa chi dương và thiên can âm thì đi với cả địa chi âm. Như vậy chúng ta sẽ có là giáp bính mậu canh nhâm, đó là năm thiên can dương, và ất đinh kỷ tân quý, đó là năm thiên can âm. Như vậy thì giáp bính mậu canh nhâm nó sẽ đi với cả Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất, rồi ất đinh kỷ tân quý nó sẽ đi với cả Sửu Mão Tỵ Mùi Dậu Hợi. Dễ mà, tóm lại là 6 nhân đáng ra là có 10 can đúng không? Cộng thêm 12 đúng không? Đáng ra chúng nó là 120 đúng không? Nhưng mà 60 không, bởi vì chỉ có dương đi với dương, âm đi với âm thôi. Không các bạn, là lằng nhằng ở giữa, tám tí ở giữa, cho nên thành ra là chỉ có là 60. Nên chúng ta sẽ có năm là sắp tí ất xỉu bính dần dinh mão mộ thìn kỷ nhị canh ngọ tân mùi đúng không ạ? Chạy một loạt đến nhâm tuất quý hợi là 60 năm. Đây là nguyên tắc. Đấy là nguyên tắc. Thì khi thiên can kết hợp với cả địa chi thì nó thiên can thì có ngũ hành của thiên can và địa chi thì có ngũ hành của địa chi. Khi thiên can kết hợp với địa chi thì nó tạo thành ngũ hành mới. Cái thật gọi ngũ hành mới này là nạp âm. Ví dụ các anh sinh năm bao nhiêu em? Các anh sinh năm 96, gồm có thiên can của bạn là bính đúng không ạ? Và địa chi của bạn là tý đúng không ạ? Bính thì ngũ hành thuộc hỏa, tý thì ngũ hành thuộc thủy. Khi kết hợp với nhau đúng không ạ? Thì nó tạo thành thủy. Đúng không ạ? Tí Sửu đúng không ạ? Giáp bình đinh đúng không? Kim mộc thủy. Sẽ bảo là em là mệnh thủy. Tại sao phải là hỏa mà không phải là mộc mà lại là thủy? Thì người ta gọi cái sự kết hợp đấy lại là nạp âm. Ví dụ đây là can này. Gõ vào nó cách cạch này. Còn đây là chi thì gõ vào nó cục cục này. Hai thằng này kết hợp với nhau. Cái này gọi là tạo thành một âm thanh mới. Âm thanh này người ta gọi đây là nạp âm. Cho nên khi những người mà có nạp âm xung khắc thông thường thì khắc khẩu chứ không khắc khí. Nên nạp âm người ta sử dụng chủ yếu trong cái việc thông thường các bạn làm cùng một ngành nghề với nhau thì thông thường hỷ và dụng thần các bạn về cơ bản là xem xếp. Cho nên các bạn muốn làm việc nó hiệu quả được với nhau thì có một cái cách người ta sử dụng cái nạp âm của các bạn, nó có tính tương sinh truyền thống tạo thành vòng tròn, hoặc đủ kim mộc thủy hỏa thổ, hoặc là tương sinh loan hoàn với nhau là đạt, đúng không ạ?